Những đứa trẻ gia đình Adam đã trở lại sau kỳ nghỉ hè. Nó sẵn sàng tiếp tục khủng bố trường học. Họ đặc biệt hay đơn giản là điên rồ. Hãy xem cuộc phiêu lưu ở trường của bọn trẻ trên La Li luôn nha. Hãy tạo một quả địa cầu mắt thần. Làm khung hình quả địa cầu. Vẽ móng mắt bằng sơn acrylic. Thêm tròng mắt và các đốm trắng. Thêm mạch máu đỏ trên lòng trắng mắt. Hình như ai đó đã dành quá nhiều thời gian để học địa lý. Dùng dây rửa ống làm khung đỡ. Làm phần đế từ hai mảnh nhựa. Sơn phần chân đế cùng màu với thanh nhựa. Quả địa cầu thật đẹp. Cùng xem mọi người ở trường thích không nha. Bursley Adam, tiếp theo là em. Em chuẩn bị xong bài tập chưa? Vâng, em có ạ. Em làm quả địa cầu. Nhưng em quyết định không vẽ các quốc gia và đại dương. Địa cầu mắt thần sẽ nhìn thấy mọi thứ trực tiếp bằng mắt và có thể được dùng như máy chiếu. Cô hy vọng nó không nháy mắt quá thường xuyên. Em làm rất tốt, Bursley. Sơn một hộp nhựa nhỏ màu trắng. Trang trí nó bằng một hình xăm tạm thời. Mình nên chọn cái nào nhỉ? Tất nhiên là đèn lồng chắc rồi. Dán hình xăm tạm thời lên. Thấm một ít nước và phần trang trí đã sẵn sàng. Vẽ những vết ố xanh lá cây xung quanh quả bí ngô và phủ sơn acrylic đen bên rìa ngoài. Hãy tạo bất ngờ và đặt bánh quy hình nhện bên trong. Hôm nay mình sẽ tốt bụng, nên mình sẽ chia sẻ bữa trưa với các bạn. Ok, các cậu có kẹo hay bị ghẹo? À, bị ghẹo rồi. Họ kỳ quá. Bánh quy nhện là món tủ của nhà mình đấy. Làm giá vẽ từ thanh khuấy cà phê. Dán một mảnh bìa cứng vào. Thêm một thanh phía sau để đỡ. Và một kệ nhỏ để giữ mảnh bìa cứng. Sơn nó màu đen, dĩ nhiên rồi. Cắt một miếng móc khóa bộ xương thành hai phần. Dán keo phần trên cùng như thế này. Và trang trí chân giá vẽ với chân bộ xương. Hãy chuẩn bị giấy trắng để Wesley vẽ những kiệt tác tương lai của cô bé. Ồ, cô bé chắc chắn sẽ theo phong cách trừu tượng. Các học sinh cần vẽ tranh tĩnh vật trong giờ nghệ thuật. Wesley chọn đối tượng vẽ của riêng mình. Phong cách nghệ thuật của em thật độc đáo. Em luôn được truyền cảm hứng từ loài nhện mà. Cắt hình bia mộ bằng giấy xốp kim tuyến màu xám. Dán hai mảnh lại, sao cho mặt nhám quay ra ngoài. Thêm một mảnh làm đấy, gắn thêm dây kéo màu đen. Và dán thêm một ngăn ba lô ở phía trước. Dán hai quai đeo dễ chịu vào. Bây giờ ta chỉ cần trang trí ba lô với một dòng chữ và một chú ma nhỏ. Thật tuyệt, cậu không cho mình một chiếc ba lô có bướm và ngựa pony. Bản ngã đen tối của mình sẽ rất ghét điều đó. Wesley, ba lô của cậu thật hay ho đấy. Chà, mình không thể khen lại ba lô của cậu được rồi. Nó màu hồng và có cánh, quá chói mắt. Nếu muốn ghi chú, bạn cần phải có bút lông. Làm bút lông từ lông vũ và tăm sơn bạc. Tỉa ngắn tăm và dán keo lên lông. Wow, cậu lấy bút lông này ở đâu vậy? Của bà mình á. Bà đã dùng nó để viết quyển sách bóng tối của mình. Cô thấy em đang luyện thư pháp à? Giỏi lắm, Wesley. Chúng ta cần vài bản gỗ nhỏ. Dán keo nóng chúng lại với nhau. Những que kem này có thể làm chân ghế. Thêm lưng ghế và tay vịn. Sơn ghế bằng sơn acrylic màu nâu. Cắt một nửa hình cầu nhựa. Phủ sơn ánh kim lên nó. Cố định chiếc mũ bảo vệ bằng dây xoắn ốc. Cắt dây xích nhựa trang trí thành 4 phần và gắn thành xích trữ tay và chân của chiếc ghế. Cô giáo lại đến muộn rồi. Nếu cô quá buồn ngủ vào buổi sáng, ta sẽ cần cái gì đó để giúp cô tỉnh táo. Mình có ý này nè. Hãy thay ghế của cô bằng một chiếc ghế điện. Và mình nghĩ mình có thể khiến cô ngồi vào đấy.
Chào buổi sáng thưa cô. Chúng em đã phát minh ra một thẩm mỹ viện di động. Wow. Nhìn kìa, cô không cần phải đứng lên đâu. Đội mũ vào đi. Như thế này nè. Bursley, sẵn sàng chưa? Em đang bật nó lên. Cô chưa bao giờ để tóc to như thế này. Cô thích diện mạo mới này đấy. Đây là thời gian cho những phát minh điên rồ. Ta cần một cái nắp nhựa trong suốt. Sơn nó màu nâu và để cho nó khô. Bây giờ lấy một xiên gỗ, chia nó thành bốn mảnh giống như nhau nha. Lắp bốn xiên gỗ mỏng làm giá đỡ thẳng đứng. Thêm một thanh gỗ lên trên cùng. Quấn một sợi dây nhỏ quanh miếng gỗ đã sơn. Gắn thêm lưỡi dao đã cùn của dao rọc giấy. Bốn tay và máy chém đã sẵn sàng. Hãy xem thứ này có thể làm được gì nè. Xin mọi người hãy chú ý. Mình muốn trình bày đề án của mình. Bàn học 2.0. Hy vọng mỗi lớp sẽ được trang bị một cái như thế này trong tương lai. Và bây giờ mình ghét trường học. Phủ miếng gỗ bằng sơn acrylic. Thêm vài nét bằng cọ khô để tạo vẻ cổ kính. Thêm những giọt sơn màu đỏ. Có vẻ như ta có một số tay và chân từ những chú búp bê cũ. Phủ sơn tạo vẻ nhợt nhạt lên cánh tay và sơn móng tay màu đen hắc ám. Sơn màu đỏ làm vết máu bắn. Gắn tay búp bê lên miếng gỗ. Dùng băng keo bọc tấm hình in đầu búp bê lại. Kích cỡ vừa đúng luôn. Đây là nơi hoàn hảo cho cái đầu. Mình ghét cô nàng này. Cho nhận đồ chơi vào chai thứ hai. Thêm mắt cho chai thứ ba. Bây giờ chúng ta có thể xếp tất cả đồ lên giá. Đầu lâu và những cái chai đựng các thứ rùng rợn nằm trên những bàn tay. Ha ha! Bisley đã thay thế bản thông báo của trường bằng các kệ bảo bối của mình. Giờ mọi người sẽ thấy bộ sưu tập của mình. Để mình xem lớp tiếp theo là gì. Trời ơi, bình tĩnh. Có lẽ mình đang gặp ác mộng thôi. Nó không thể là thật được. Hãy làm một hộp đựng bút chì từ ống hút. Cắt một vài mảnh. Đổ keo nóng ra một mặt phẳng. Và dán kín một đầu ống hút. Dùng mảnh nhỏ hơn để làm nắp. Gắn kiếp nổ. Hãy cẩn thận với những thứ này. Chất nổ rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi có tới 3 quả bom. Bút chì làm bằng tâm cho ngay vào hộp đựng bút chì mới. Bisley, cậu có điên không? Sao cậu lại mang thuốc nổ đến trường chứ? Đời mất rồi. Không. Chờ chút, đó là bút chì à. Vậy là các cậu bị lừa bởi trò đùa của mình rồi nha. Nếu bạn cần vẽ đường thẳng, hãy sử dụng kiếm. Phủ sơn acrylic lên một thanh nhựa. Thêm các vạch chia bằng bút lông. Ta thách mi đấu tay đôi tại đây đấy. Đối thủ của mình là một tam giác có các góc A, B và C. Căn cứ vào điểm số, Bisley đã thua cuộc chiến với hình học. Làm kệ đựng che ngăn cho tài liệu. Chúng ta sẽ cần hộp kẹo cao su. Phủ sơn acrylic đen lên chúng. Trang trí chúng với các nhãn dán đáng sợ. Dán keo nóng ba kệ với nhau. Giờ giấy tờ sẽ không để lung tung khắp phòng nữa. Có ai làm xong bài kiểm tra chưa? Nộp lên cho cô nha. Các bài kiểm tra nằm vừa vặn trong kệ che ngăn. Gấp giấy đen hai mặt như thế này. Nó cứ búng ra hoài. Cắt một mảnh. Thêm bề ngoài trong suốt. Giờ chúng ta chỉ cần khâu mép ngoài như thế này. Làm tốt lắm. Dán một tấm bìa có in cụm từ sổ sinh tử. Bisley, xem chị tìm được gì nè. Thật sự là sổ sinh tử đấy. Được rồi, hãy thêm tên Margot Nettler. Cô ấy lẽ ra không nên cản đường gia đình của chúng ta.
Bạn có thích cuộc phiêu lưu của những đứa trẻ hắc ám của chúng mình không? Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán khi bên cạnh họ. Hãy like video của chúng mình, đăng ký kênh Like Lê Lu và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị nha.